con lấy trung điểm, con lấy cái kéo con cắt một cái miếng như này đi, cắt từ B cho xuống trung điểm là Y, xong con cầm miếng này con nhấc đặt nó xuống đây, tức là cắt ghép hình ấy, dùng thủ công ấy, thì con chỉ việc cầm kéo con cắt một phát thôi mà, xong cầm tam giác này úp xuống dưới này thôi mà. Thế thì hôm nay chúng ta lại cùng nhau làm một cái video nhỏ nhỏ để giải thích về công thức tính diện tích hình thang. Hồi bé tất nhiên là chúng ta được thầy cô cho cái công thức tính diện tích hình thang rất là dễ nhớ. Đó là gì? Diện tích hình thang thì bằng đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân với chiều cao, nhân với chiều cao rồi chia cho 2, đúng không nào? Thầy thích viết bằng lời cho nó dễ thuộc, chứ thầy không thích viết bằng ký hiệu. Tại vì từ ký hiệu chuyển sang hiểu, từ hiểu chuyển sang ghi nhớ, nó là cả một cái quá trình phải xử lý thông tin trong đầu óc rất là nhiều. Mà đọc vẹt, đọc bằng lời đôi khi nó lại dễ thuộc hơn, cũng giống như các câu ca dao tục ngữ ấy, bằng lời thì nó lại dễ thuộc. Diện tích hình thang thì bằng đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao chia đôi. Đáy lớn tức là độ dài đáy lớn nhá. Chúng ta đã có công thức về diện tích hình chữ nhật rồi, ngay từ tiểu học chúng ta đã được học cách xây dựng, dẫn dắt làm sao để tiếp thu được công thức diện tích hình chữ nhật, là chúng ta ghép các cái hình vuông nhỏ lại với nhau, các hình vuông đơn vị cạnh là 1, có thể là 1 cm hay là 1 dm. Từ đó mà có công thức diện tích hình chữ nhật là gì? Là chiều dài nhân chiều rộng. Cái này là chúng ta đã có rồi. Rồi từ cái diện tích hình chữ nhật, thầy đã giải thích cho chúng ta tại sao diện tích tam giác thì lại bằng đáy nhân với chiều cao rồi chia 2, hay là viết chia 2 cũng được nhá. Diện tích hình bình hành thì sao? Thì lại bằng độ dài đáy nhân với chiều cao mà không có chia 2. Thầy giải thích rồi, bằng cách kẻ cái đường cao xong cắt ghép hình. Thế và bây giờ tại sao diện tích hình thang nó lại như thế này? Đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao chia 2. Cứ đọc vẹt đi cho nó nhanh thuộc. Thuộc rồi đi thi chúng ta chỉ việc sử dụng thôi, không phải chứng minh. Còn đây là cái phần tản mạn, tức là chúng ta bàn với nhau và chúng ta chứng minh với nhau, chúng ta giải thích với nhau để chúng ta làm gì? Để chúng ta hiểu sâu, chúng ta nhớ lâu, chúng ta hiểu kỹ và chúng ta không quên công thức nữa, và học cho nó vui thôi chứ có gì quan trọng đâu nhá. Nào bây giờ tại sao diện tích hình thang nó lại như thế này? Chúng ta có ba cái điều này rồi đây này. Tức là chúng ta được sử dụng những điều đã có để chứng minh cái điều mà chúng ta tạm coi là chưa có. Thầy làm như sau nhá. Với cái hình thang ABCD thầy đã vẽ đây này. AB là đáy nhỏ, CD là đáy lớn tại vì nó dài hơn. Còn hai cái bên này là cạnh bên. Thầy lấy trung điểm của cạnh bên này này. Thầy kẻ từ B một cái đường thẳng qua cái trung điểm của cạnh bên. Xong nó sẽ cắt chéo xuống phía dưới. Đó, cắt xuống CD tại một điểm mới, thì gọi là điểm E. Ở lớp 7 thì bọn con sẽ chứng minh được rằng, thầy không biết bọn con đang xem video này là bọn con học lớp mấy, nhưng mà thầy nói là lớp 7 bọn con sẽ chứng minh được là tam giác, thầy gọi chỗ này là chữ Y đi nhá, Y A B bằng tam giác Y D E. Đây, tam giác này sẽ bằng tam giác này. Bởi vì thầy lấy Y là trung điểm, tức là hai cái cạnh này này nó bằng nhau, xong hai góc đối đỉnh cũng bằng nhau nữa, xong lại có góc so le trong cũng bằng nhau nữa. Đừng bắt bẻ thầy là tại sao góc so le trong bằng nhau. Thầy cứ nói một câu, chúng ta lại hỏi một câu là tại sao thầy nói như thế, tại sao có cái điều đấy. Thế cứ truy thầy như thế thì thầy sẽ giảng đến bao giờ cho nó hết một cái video. Hai góc so le trong trường hợp hai đường thẳng song song là bằng nhau rồi. Đây là điều hiển nhiên chúng ta được công nhận để làm bài tập. Còn nếu mà muốn chứng minh hai góc so le trong bằng nhau, chúng ta sẽ để sang video khác. Cái chuyện tranh luận đấy chúng ta để đến chỗ khác. Còn hôm nay học thì chúng ta cứ học cái này đi đã. Chúng ta dùng cái đã có, dùng cái đã được công nhận để làm cái điều tiếp theo nhá, tinh thần là như thế. Lớp 7 chúng ta sẽ chứng minh được hai tam giác này bằng nhau. Còn nếu bọn con chưa học lớp 7 ấy, mà bọn con muốn nghe cái video này cho nó hiểu thôi, thì bọn con cứ nhìn vào hình đây này. Bọn con hoặc con cắt một tờ bìa thành hình thang đi. Bọn con lấy trung điểm, con lấy cái kéo con cắt một cái miếng như này đi. Cắt từ B cho xuống trung điểm là Y. Bọn con cầm miếng này, con nhấc đặt nó xuống đây. Tức là cắt ghép hình ấy, dùng thủ công ấy. Thì con chỉ việc cầm kéo con cắt một phát thôi mà, xong cầm tam giác này úp xuống dưới này thôi mà. Thế thì hai tam giác này bằng nhau. Vậy diện tích của cái hình thang ABCD bằng với diện tích của tam giác BCE. Cầm miếng bìa này úp xuống đây, cắt nó đi, đem xuống đây, thì cái hình thang nó trở thành hình tam giác, đúng không nào?
mà diện tích tam giác thì bằng đáy nhân với chiều cao rồi chia 2. Đáy của tam giác BCE là gì? BCE, đáy là CE. CE nhân với chiều cao đâu? Đây, chiều cao đây. Chiều cao đây. H còn gọi là chiều cao. Thì nhân với BH chia cho 2. Thế nhưng mà CE thì bọn con nhìn xem, CE là cái đoạn từ đây cho tới đây này. Đấy, CE thì nó lại bằng là ED cộng với DC. Mà ED thì lại bằng AB. Đáy nhỏ. Còn đây là đáy lớn thì ký hiệu là chữ B. Như vậy nó lại bằng là A cộng B tất cả nhân với H rồi chia 2. Mà người ta hay đọc vẹt đó là gì? Là đáy lớn. Đáy lớn là B cộng đáy nhỏ rồi nhân với chiều cao tất cả chia cho 2. Chia cho 2 theo kiểu tiểu học thì là chia cho 2. Còn theo kiểu lớn, lớp lớn hơn là phần 2. Phần 2 cũng đọc là chia cho 2 nhá. Thôi.